Để thu hồi thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB như quan điểm của Viện Kiểm sát, cơ quan tố tụng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều nguồn tiền khác. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngày 21 tháng 3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo vẫn tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư sau khi Viện Kiểm sát luận tội. Ở phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hợp mức hình phạt là mức án tử hình. Đồng thời, về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo và đồng phạm gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này. Với thiệt hại trên, cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan. Cụ thể, giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố, đã thu giữ thêm của các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo. Kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh ở Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bị cáo Lan, 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Long An. Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo này, kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty. Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Để che giấu hành vi phạm tội, một thời gian dài, Trương Mỹ Lan và cựu cán bộ tại SCB đưa tiền cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, nhóm nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đã nộp hơn 30 tỷ đồng, hơn 5,3 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm, hơn 10 tỷ đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Trí cũng đã khắc phục hơn 700 tỷ đồng và bị kê biên 6 bất động sản, đảm bảo đủ số tiền bồi thường cho bị cáo Lan. Khi thu đủ 1.000 tỷ đồng, bị cáo Lan cũng đề nghị chuyển tiền này để khắc phục hậu quả cho cháu ruột của mình là bị cáo Trương Huệ Vân. Trương Huệ Vân bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan với SCB, tại tòa, qua thẩm vấn, các luật sư đã đưa vào một số tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như gia đình để bổ sung khắc phục trong vụ án. Theo đó, gồm 649 tài sản chưa được thẩm định giá đang là tài sản đảm bảo của Trương Mỹ Lan tại SCB vì công ty thẩm định giá cho rằng không đủ điều kiện. Với tài sản này, Viện Kiểm sát đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ. Nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan gửi đơn đến tòa trình bày việc đang trao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục trong vụ án. Tòa nhà Capital Place và khách sạn Daewoo ở Hà Nội, bán cổ phần của Trương Mỹ Lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá 315 tỷ đồng, cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm FWD với giá 920 tỷ đồng được nhận lại 672 tỷ đồng do chuyển nhượng không thành từ một dự án ở Lâm Đồng. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, ba án chung thân đối với cựu lãnh đạo SCB Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn.
81 đồng phạm còn lại giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB bị viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 3 tội danh: tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo Viện Kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Về việc xác định thiệt hại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB. Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, hậu quả của hành vi phạm tội được xác định trên cơ sở dư nợ của các khoản vay, trừ đi tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay đã được công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá và được ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro. Từ đó, hậu quả vụ án được xác định là hơn 498.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội tham ô tài sản. Bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo tại SCB như Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung được xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án tự nguyện. Tuy nhiên, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hai lần trở lên giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần hình phạt tương xứng. Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với các bị cáo Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Tạ Chiêu Trung, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.